Hello, xin chào mọi người mến thương của mình. Bữa nay mình chơi cái chiêu mới mọi người. Xách lưới giăng cá phi tiếp tục. Mở mình giăng cho một bữa được rồi, để trúng quá trời trúng luôn. Bữa nay mình đi xin nghe thằng tiếp nha. Xin hoài ai cho? Xin hoài mà cho hoài luôn. Tốt mà. Láng này láng của ông già dạo mình mọi người. Ông ngoại của Nhật Dương. Thành ra mình đánh thoải mái nha. Giống như lắng lắng ngoại giống như lắng mình. Mọi người theo chân mình đi đánh cá. Rồi mọi người. Mình sẽ đi đánh, thôi đứng đứng trên đó quay động. Đây cái lưới này mình giăng cái lưới này lưới 6 phân luôn rồi. Đó, miền Tây là không cần đi chợ. Muốn kiếm cá ăn rồi ra rồi ra ngoài ra lén giăng trộm ra ngoài ruộng rồi giăng chút xíu rồi có cá ăn mọi người đắm cá nhiều tôm tay rồi cái dồi dào cá mọi người ẩm đợt đợt trước là giăng không có đuổi chú bữa nay giăng đuổi luôn dạ con đi đập cá của chú ngu dính rồi kìa quá trời đó giống thánh giống không chú quá đã bùm dính rồi nè ôi ôi cá cho bá lửa nó chạy ra đây luôn chịu thiệt. Lưới nè để anh đập rồi lại sơ này cô chú cú không hả đúng không ui ui mới đập đập vòng á cô chú mệt quá mới đuổi xong mới lấy cái cây cái tre này đó rồi đập nó chạy đâm vô lưới nè lúc này hết rồi nữa đây sẽ bọc rồi đó lắm cá nhiều tôm không sao nữa kiếm đủ ăn nữa không chắc cả 20 kg được đó dạ rồi dính sát thủ cái gì à đó ít xảy ra rồi đó mới đâm vô kê ngồi ế lẹ 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 xảy đó ba lũ ơi hai con ơi quá đã con này chín mùi nha mời chưa mày vô cô chú ơi ngồi con điên đạm cá luôn à gai này gai trời dính thẻ luôn thẻ cho bá lửa trời ơi đấy cái này là dính theo gao còn mình mạnh không đây tổ dính ít nhưng mà chất lượng cũng được cô chú ngon chưa đợt này không thấy dính cua mới vừa nhắc nè bữa nay mấy con cua nó rút kinh nghiệm rồi đó quá đã mềm luôn rồi chưa 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 ui bằng thai luôn hai con này hai con mềm luôn bỏ tay đó luôn nè
khi với dùng này nha mọi người. Cá lớn lớn là mình đánh mình bán là cá một tí chứ. 22 mắc bán là 25 ngàn. Quá sáng cá bự ơi, bắt bắt lại lộn lộn nó hai lớp đi. Rồi. Bắt lên cho cô chú ơi. Rồi. Không bắn luôn đi, bắn luôn. Nó sậy. Con cá đó, con cá xè. Cá nữa. Cô chú ở đây thấy nhỏ chứ trong đây cành 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 không mà cá nào cá nấy, mùa này nó ú quá cô chú ơi, chắc mùa mưa nè, con nào cũng nấy ú mềm mà nhìn lai gai nhưng mà cũng nhiều bộ mà nó trong lưới này giờ là nhiều nữa không, nhiều nè thấy không, trên 2 kg sao lai gai đó cô chú, 3 kg luôn, cái này dính dính đậm chắc cỡ 10 kg. Cá quá khủng. Có cặn rồi. Nè bằng tay xè không? Không con này nhỏ. Quay luôn. Ừ, ừ, hai con kìa, hai con kìa. Con cá cho nó ú dữ lắm rồi. Đây hai con tiếp tục. Đó. Cái lưới nó gắt quanh trên nó ta lắm. Gắt nhiều quá. Ui. Sảy rồi. Hai con đoán. Uống mềm luôn. Nhận cái bụng bụng trong ngóc à. Khi này làm gì ăn cũng được. Mắm nè, chiên nè, kho nè, kho chứ đã luôn. Này hết nè. Nãy sẽ con cá đó mui đây gì nè, đâm thủng lưới luôn. Ừ. À, hình như dính con nữa gì nè. Cuối lưới vớt con nào nữa không? Không rồi. Mình lên bờ mình tổng kết cho mọi người xem. Sốt xác xuống. Mọi người thấy không? Nè, tổng giả lưới luôn. Con nè, con coi, bạn bạn không nè. Còn trai không? Trai không, cũng quay luôn. Lưới này là trên chắc trên 3 kg, chắc 4 câu có 4 kg không à. Đây. Đã chưa? Lai gai không đó cô chú. Đó, chỉ là nó dính hơi thưa cá rồi còn gì đó. Mà đánh mà cách mét một con là quả không nổi đâu. Vậy cứ mang đó mọi người, miền Tây. Đây. Còn căng căng thử con bự nhất rồi. Thôi bây giờ mình video cũng dài rồi mọi người, mình xin tạm dừng tại đây mọi người. Mọi người thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận góp ý nha. Mọi người thấy thích, mọi người có thích đi đánh cá phi với Ba Gạo TV thì nhớ comment ở dưới hẹn hò rồi mình cùng nhau đi đâu. Thôi xin tạm biệt mọi người, bye bye.